Rồi lúc mà quen cô này là có buông cô kia chưa? Có không? Lúc đó là chưa định quen à. Thì đương nhiên là vẫn còn người yêu cũ. Có nghĩa là bắt cái tay vậy, đúng không? Cũng có thể nói vậy đó. Mỗi tay một con cá đó. Ủa nhưng mà đến bao lâu? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên Phạm Văn Thành, em năm nay 32 tuổi, đến từ Khánh Hòa. Dạ em hiện giờ ở nhà buôn bán. Ủa nhưng mà bạn đang ở Khánh Hòa ở Sài Gòn? Dạ em đang ở Bình Thuận. Từ Bình Thuận vô đây. Dạ. Thế còn em? Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Lê Trần Thanh Thiện, năm nay em 32 tuổi, ồ 30 tuổi. Đó là thấy dễ thương rồi đó. Nhớ lộn tuổi của chồng. Nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dược sĩ? Dạ. Ủa em ở đâu? Dạ em đến từ Bình Thuận luôn ạ. Bình Thuận. Dạ. Là hai bạn quê em đã ở Bình Thuận. Dạ. Rồi bây giờ hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Cách đây cũng khoảng 6 năm. Lúc đó là em chưa có công việc làm đó. Thì em có đi làm thêm ở một câu lạc bộ bia. Em làm nhiệm vụ đó là em là thu ngân. Lúc đó thì ông xã hàng ngày tới câu lạc bộ chơi bia thì thấy anh đánh cũng hay, xong mình cứ quan sát thế mà thấy cũng trẻ, phong độ cũng phong độ lắm, mà nhìn thấy nhỏ con. Em nói sao mà nhỏ con mà đánh bia sao hay dữ vậy trời. Ồ vậy đó. Dạ rồi xong cũng để ý, rồi xong sau đó thì cũng có một ông anh mời em đi ăn tối, rồi xong tới thì cũng rất là tình cờ ngồi sát ông xã em bây giờ. Đến lúc mà ngồi kế bên nhau ở cái chỗ tiệc đó thì sao? Rồi sau cái bữa ăn tối hôm đó đi hát karaoke chơi, thế thì cũng đi luôn. Rồi sau đó vào karaoke, ông xã em mới hỏi em là có hát song ca được hay không. Rồi hay song ca bài gì? Lâu quá rồi em không nhớ lúc đó rồi, nhưng cái bài mà có gì phải là trong cái đêm đó là em đã ấn tượng về anh không? Dạ thì cũng vui vẻ, thấy cũng em? Hiền. Yeah. Còn em thì sao? Cũng bình thường, cũng coi như là người bạn đi chơi bình thường vậy thôi. Chứ cũng không. Đến bao lâu thì hai em mới bắt đầu là thích nhau và yêu nhau? Còn vài tháng á. Trong thời gian đó thì có nhiều chuyện vui không? Trước khi quen em là đã có quen một người khác rồi. Rồi lúc mà quen cô này là có buông cô kia chưa? Có không? Lúc đó là chưa định quen Thì đương nhiên là vẫn còn người yêu cũ. Có nghĩa là bắt cái tay vậy, đúng không? Cũng có thể nói vậy đó. Mỗi tay một con cá đó. Ủa nhưng mà đến bao lâu thì em biết rằng là chồng em còn quen một người phụ nữ khác nữa? Đến khi em đặt vấn đề hôn nhân với ông xã em. Trời ơi, lúc đó em mới biết chồng em bắt cái hai tay hả? Trời ơi. Dạ. Em xem tài siêu phàm em giấu hay vậy? Đâu, kể chuyện nghe đi, kinh nghiệm rồi. Anh Bin cũng đang muốn hỏi kinh nghiệm. Em không nói thì không biết thôi chứ cái gì đâu. Nhưng mà thời gian biểu em chia làm sao? Mình đi với cô này thì mình ngưng với cô kia. Ngưng cô kia là ngưng sao? Thường là buổi tối. Buổi tối vậy là ban ngày là em ở vợ em đúng không? Đi chơi vợ em đúng không? Rồi buổi tối buổi tối đi cô kia đúng không? Ít à, em đi chơi ít à, không có đi nhiều đâu. Rồi có ba mặt giáp nhau không? Chắc không à. Không có giáp, tao mới giấu được cả năm đó. Nhưng mà rồi chị hỏi thiệt là lý do gì mà em lại chọn vợ em mà em buông cô kia? Cái lúc mà em thất bại trong công việc á, là em vô lại Sài Gòn này em làm nè. Thì lúc đó vô thì các mình nè, nói chung là gạt chuyện tình cảm luôn rồi. Không có định quen ai nữa, khó quá bỏ rồi luôn. Thời gian đó thì vợ mình bây giờ nè, thì quan tâm thì cứ ra vô hoài vậy. Thì mình thấy cái tình yêu nó lớn. Thì mình quyết định thì đằng nào cũng là phải về một bên thôi, chứ không thể nào vậy hoài được. Cảm nhận là vợ mình yêu mình nhiều hơn, đúng không? Gọi là tình yêu lớn đó. Rồi lúc đó là quyết định là mình cần phải có cô nào rồi, đúng không? Dạ. Vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy hai chồng lấy nhau có vỡ òa về những cái gọi là thật xấu đó. Đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt đó. Bây giờ anh hỏi em trước nè. Vợ em nãy giờ mọi người có đồng ý rằng là cô vợ cũng quá hiền không nè? Có không? Quá hiền đúng không? Thì anh nghĩ là chắc cô vợ không có cái tật xấu gì không? Nói chung là tật xấu thì không có ít. Có nhiều. Tức là tật xấu thì không có ít mà là có nhiều, nghe chưa? Hay quá, mặt mỹ mãn kìa. Mỹ mãn. Ủa, thể đi. Bây giờ mình liệt kê đi. Hiền vậy chắc ở nhà suốt ngày bị em ăn hiếp con đúng không? Ngược lại anh. Em bị ăn hiếp hả? Chứ sao? Nhìn thấy hiền vậy thôi chứ đánh nóng lắm. Thí dụ mà em mà sơ hở cái gì đó là coi như là cãi mà nhẹ nhẹ là đã đập điện thoại rồi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Có giờ đập em không? Chưa đủ trình độ. Chạy không lại em đâu. Chạy không lại em. Em bỏ chạy thì được đâu kịp mà.
Dạ nó chơi với tánh vợ thì nóng lắm. Nóng. Nóng mà còn bảo thủ nữa. Chồng nói thì ít nghe lắm. Em thử em kể một ví dụ thôi. Vừa rồi chuyện mới nhất này là sinh nhật bả. Mà bả muốn mua đồ ăn về rồi hai vợ chồng nấu, hai vợ chồng ăn thôi. Nội bộ trong gia đình thôi. Nhưng mà tình cờ là bữa đó là có ông anh ông lên chơi. Thì lỡ gặp rồi thì mình phải mời vào chứ giờ chẳng lẽ sao. Vậy mà mời vào vậy mà giận em. Để nói là không có mời ai mà sao có ông nữa. À tự nhiên ông tới mình đâu biết đâu. Ai mà biết. Bà ư? Nóng rồi làm gì? Tông giận là coi như là không tham gia cái bữa ăn đó luôn. Nằm trong nhà luôn. Rồi xong đó em với ông anh đã ngồi ăn uống một mình luôn. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Em có giận vợ em không? Thì giải thích cho chị nghe mà chị vẫn cứ trách mình vậy thôi. Còn em sao? Chồng em nhiều tật xấu không? Tật xấu thì chỉ có ví dụ như là nhậu. Nhậu về thì em thấy nhằn. Xong bắt đầu nói qua nói lại. Rồi xong lại nóng tính bắt đầu gây lên. Rồi xong bắt đầu đá cái này, đập cái kia, làm ầm lên. Đó, rồi em cũng bực bội. Em nói anh đá cái gì, anh đập đồ với ai. Em cũng tức thì em nói lại như vậy. Thôi giờ em trước đó, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. Kiểm soát lại cái hành động của mình. Và cái quan trọng là coi như là sống là phải mở lòng ra. Chứ không có thể nào mà dùng từ ích kỷ thì hơi nặng. Nhưng mà nói chung vì mình quá, mình phải coi cái người xung quanh nữa. À, mong vợ thay đổi cái điều đó thôi. Chứ còn mọi thứ còn lại thì vợ tốt. Công việc là trách nhiệm có nè. Nói chung là người vợ tốt. Chỉ có cái là hai cái đó thôi. Là nóng tính với lại không có mở lòng. Rồi còn em, còn em. Em mong chồng thay đổi cái gì? Bớt nhậu. Dạ bớt nhậu rồi. Đừng có nóng tính đi xẹt qua đập cái này, xẹt lại đá cái nọ. Thế mà làm kiểu đó là em khó chịu vô cùng. Em không thích dằn mặt em kiểu đó. Vậy thôi. Dạ. Các em đã mấy đứa con rồi? Dạ hiện giờ chưa có đứa nào. Ồ. Mong không? Có mong con không cưng? Mỏi mòn. Mỏi mòn. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng nữa là đúng 4 năm ạ. Bây giờ tụi em một bạn là 30, một bạn là... 32. 32. Thì chị thấy như vậy nè, tụi em lấy nhau là gần 5 năm rồi. Đúng không? 4 năm. 4 năm? Dạ. Lấy nhau được 4 năm, yêu nhau 1 năm nữa là coi như là 5 năm biết nhau hả? 6 năm á. 6 năm biết nhau rồi. 6 năm biết nhau thì cái thời gian đó vì ở bên cạnh nhau nhiều quá nó thành như là một cái thói quen. Mà thường á là các cặp vợ chồng á phải có những cái làm mới. Làm mới ở đây là để chi? Để tạo những cái cảm giác hưng phấn hoặc là những cái xúc cảm, một cái tình cảm nó giống như là hồi hai bạn còn đang yêu nhau á. Tại sao mà nói việc này với hai bạn? Bởi vì hai bạn chưa có con, thành ra vẫn giống như hai người đang yêu nhau, là hai vợ chồng quá son đi. Thì bây giờ tranh thủ cái thời gian này các bạn phải tận hưởng. Có những cặp vợ chồng mà các bạn không có cơ hội để làm điều đó. 21 tuổi đã lấy chồng, 23 tuổi đã lấy vợ. Các bạn không có nhiều đúng thời rồi. Gian để trải nghiệm, để rong chơi, để mà có thể hưởng thụ cái cuộc sống này nhiều. Thì đã có con rồi. Thì trong khi các bạn có cơ hội làm cái việc đó, các bạn phải nên tận hưởng. Thì nó sẽ có hai lợi, một công mà đôi chuyện đó. Thì các bạn vừa được tận hưởng cho bản thân mình, và đồng thời trong cái thời gian đó là các bạn sẽ có em bé. Thì sau khi có em bé rồi thì các bạn hưởng hết rồi, đầy đủ hết mọi thứ rồi, tại sao giờ mình không làm? Đúng không? Cái việc mà em nên mở lòng chị thấy cũng tốt. Tại vì có những lúc chị cũng có những cái tâm trạng như em. Tại vì chị nói em nghe cái tâm lý của người phụ nữ rất mong muốn những cái lúc mà chị ở riêng với chồng mình. Bạn ấy muốn hâm nóng lại, bạn ấy muốn tạo một cái cảm giác nó khác đi một chút. Để làm chi? Để sau cái bữa sinh nhật đó tụi em sẽ có những cái phút lãng mạn bên nhau trong cái chuyện vợ chồng, rồi biết đâu là hôm đó lại thụ phấn thì sao. Đậu thụ phấn. Em hiểu không? Nhiều khi người vợ người ta chuẩn bị những cái điều đó nó từ buổi sáng hoặc là cả nhiều khi cả tuần trước đó lên kế hoạch. Hôm đó dày đi, cuối cùng á là trớt quớt phá, thì thành ra là người ta buồn cho một cái sự chuẩn bị đó, là chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi. Thì em nên lưu tâm một chút xíu cái tâm lý, mình phải nói là cái tâm sinh lý của vợ em trong giai đoạn này đó. Cái đó là chị nói thiệt. Thì ví dụ như vợ em là cái người ít cởi mở, thành ra nhiều khi vợ em làm mà vợ em không chịu nói. Em muốn như vậy đó, nhưng mà thay vì nhắn nói với chồng nữa, anh ơi bữa nay dày đi, nhưng vợ em không nói, vợ em muốn để em tự hiểu cảm nhận. Thì thôi, tánh vợ mình vậy rồi, bây giờ mình sẽ là người chủ động. Mình cởi mở trước, mình tạo những cái điều đó trước đi. Đúng không? Để tụi em tận hưởng chứ. Cuộc sống đâu có bao nhiêu thời gian cho mình. Vui lên. Nhé, vui nhé. Và nhớ báo tin là có bầu nhé.
À, hello. Nào, em nói tiếng Việt được. Trời ơi, tôi ném xíu vô tôi xả một tràng tiếng Tây rồi đó. Nếu chị Dân mà không giảng là tôi nói tiếng Anh không á. Mà tôi nói tiếng Anh là chương trình này mệt nghe, là phải chạy phụ đề dưới. Mà anh thì vẫn phải nói rõ vì ngày xưa thì em học ở miền Bắc. Và giọng của anh là không phải là miền Bắc. Vì vậy thì phải nói rõ cho em hiểu. Chào bạn mình tên là Quốc Thịnh, tụi mày tên gì? Tên là Nam. Nam. Em cái gì, cái gì Nam em? Tên thật của em bằng tiếng Séc là Ondra. Nhưng mà ở miền Bắc thì người ta rất là khó nói cái đó và gọi em là ông già. Và em đi mới 32 tuổi thì chưa già lắm thì chọn tên là Nam để dễ nói. Công việc của Nam? Em bây giờ làm phiên dịch và cũng thỉnh thoảng thì dạy tiếng Séc hay là tiếng Anh. Và chủ yếu bây giờ làm về du lịch. Thì từ tháng 4 đến bây giờ thì không có quá nhiều việc, thì có thể ở nhà và có thể lo con, lo vợ. Và vợ thì có kinh doanh riêng, cũng phải có thời gian để đi làm. Rồi có nghĩa là đây là ông bố bỉm sữa đó, đúng không? Siêu bố rồi. Nam qua Việt Nam là bao lâu rồi? Bắt đầu học tiếng Việt cách đây khoảng 8 năm. Nhưng mà sống ở Việt Nam mới khoảng 1 năm rưỡi. Ngày xưa thì sống ở Hà Nội khoảng 1 năm. Bây giờ thì sống ở Sài Gòn khoảng 2 năm rồi. Tại sao Nam lại thích học tiếng Việt? Em là người Cộng hòa Séc, ở đó có nhiều người Việt Nam. Và ngày xưa thì có một hàng xóm là một cặp Việt Nam. Lúc đó thì Nam khoảng 17 tuổi. Và vợ đó thì rất là xinh. Thì em đã suy nghĩ là nếu nước Việt Nam có phụ nữ xinh như vậy thì chắc chắn nên học tiếng Việt và qua đó và lấy vợ ở đó. Trời ơi! Lúc đó là mới có 7 tuổi thôi đó. Và tôi nghĩ rằng là khi mà cái chương trình này phát, tôi nghĩ là đàn ông trên toàn thế giới sẽ về Việt Nam lấy gái Việt Nam rất là nhiều. Và bởi vì gái Việt Nam chúng tôi đẹp rất là nhiều. Thôi, xin phép em. Tại vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của Nam, cho nên là nãy giờ cứ giao lưu với Nam không, mà là chưa giao lưu với em. Bây giờ chào em, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Mai, em đang làm thiết kế thời trang. Và em đang có thương hiệu riêng của mình rồi. Thiết kế thời trang hay gì mà một cái đầm rất là đẹp. Cái này thực tế là kỷ niệm em muốn lưu lại để cả đời. Vì cái hình này là cái hình mà Nam làm khi tán em. Nam làm khi? Tán em. Khi tán tỉnh em á hả? Có nghĩa là lúc đấy thì do Nam phải đi về nước. Thay vì cứ nhắn tin cho vợ hay là gọi điện thoại thì Nam thì hàng ngày đều vẽ hình như thế này và gửi cho em. Nếu em không ngã anh mời em có thể đứng lên gì mà. Dạ. Anh ấy làm một cái đầm rất là ấn tượng và rất có ý nghĩa. Nhưng mà ai cũng tưởng là em vẽ cây đó khi em khoảng 4 tuổi, nhưng mà thực ra em hơn 30 tuổi khi vẽ cây đó. Không, nhưng mà thực ra nhìn Nam á là trẻ hơn so với tuổi. Thường là người phương Tây không á, không uống rượu, không hút thuốc lá, nói chung là không làm gì hư thì chắc chắn là sẽ có vẻ trẻ. Không ăn thịt nữa. Và không ăn thịt nữa. Không ăn thịt. Nói chung là cuộc sống của em rất là chán rồi nhưng mà vẫn trông trẻ thì được. Nam và Mai gặp nhau trong trường hợp nào và lần đầu tiên gặp nhau thì như thế nào, kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp nhau là ở Sài Gòn cách đây 2 năm ở quận 7, tự nhiên đi uống sinh tố và gặp nhau. Mai thì đi xe cúp 50 rất là cũ nhưng mà vẽ lên cây đó rất là đẹp và cũng không có trang điểm gì hết và quần áo thì cũng rất là bình thường. Và em thì thích cây đó, em không thích những phụ nữ thích mặc sang trọng. Và chính vì vậy thì đã suy nghĩ là ở Việt Nam và phụ nữ như vậy thì chắc là sẽ rất là thú vị. Thì nên tán và cưới luôn. Tán và cưới luôn. Lần đầu tiên ông gặp người ta mà suy nghĩ là tán và cưới luôn. Nhưng mà khi mà em quyết định về Việt Nam để mà em tìm một cô gái như cái em mong muốn á, thì Mai có phải là người phụ nữ đầu tiên? Dạ, không. Trước Mai em... Trước đó thì em đã học tiếng Việt ở trường đại học xã hội nhân văn ở Hà Nội. Thì
ai cũng nói là bây giờ thì em đang học tiếng Việt thì phải bắt buộc phải ăn thịt chó và đi tán gái Việt Nam. Thì ai cũng nói như vậy thì em đi theo ý kiến của họ thì em ăn thịt chó. Nhưng mà bây giờ không ăn thịt chó nữa vì sợ kiếp sau sẽ sinh ra những con giun thì không muốn cái đó nữa. Đó, mấy người ăn thịt chó nghe đi nha. Thôi, nhưng mà thì ăn thịt chó ở đó và cũng thử tán gái Việt Nam ở đó. Ừ. Nhưng mà ở miền Bắc thì nói chung là ai cũng xinh nhưng mà hơi dữ. Vì ở đây có Hà Đông thì có nhiều sư tử, ở Sài Gòn không có Hà Đông thì trời không có sư tử. Quá dữ, quá dữ. À. Ừ, nhưng mà sao lúc mà em tán mấy cô gái Hà Nội sao em không lấy vợ Hà Nội? Ừ, chúng là lúc đó thì vẫn trẻ và một lần thì bị bỏ. Sau đó thì quyết định là không tán người Việt, con gái Việt Nam nữa. Ừ. Nhưng mà tự nhiên thì vào miền Nam và nhận ra là phụ nữ miền Nam thì dễ thương hơn nhiều và lấy vợ miền Nam thì chắc là không hơn. Em có biết được cái việc là trước khi mà ảnh quen em là ảnh cũng đã từng tán mấy cô ngoài Bắc không? Có chứ. Ừ. Và anh ấy thì có một kỷ niệm rất là vui bởi vì anh ấy được gọi là Tây nước mắm. Cái gì? Tây nước mắm à? Tây nước mắm. Vì anh ấy bị bạn gái đầu tiên đổ nước mắm lên đầu. Thiệt không? Vì chia tay rồi và sau đó thì gặp nhau với bạn gái mới thì chắc là ghen tị một chút. À, là bị đánh ghen đó phải không? Dạ. Nước mắm thì ngon mà thì không sao. Nhưng mà khi mà em gặp Mai á là em quyết định em thay đổi cái suy nghĩ là em lại tiếp tục quen với lại lấy con gái Việt Nam nữa. Lý do vì sao? Vì vợ kia rất là độc lập, gọi là hạnh phúc nữa nhưng mà không biết. Trời ơi. và nói chung là em thì cố gắng giúp ở nhà, ví dụ là dọn dẹp một chút, nấu ăn, lo con. Nhưng mà cái đó thì ở bên Tây, nếu không làm cái đó thì sẽ bị phê bình, sẽ bị chửi. Nhưng mà ở đây không làm là chuyện bình thường, nhưng mà khi làm ở đây thì sẽ được vợ khen. Và cái đó rất là tốt. Vì em thì quen làm việc ở nhà vì ngày xưa có bạn gái Tây. Nếu không làm thì bạn gái sẽ khó chịu và cuối cùng thì sẽ bỏ. Em nè, lúc mà em gặp chồng á, em có cảm thấy yêu liền không? Thì mới ban đầu em gặp, lúc đó thì em vẫn chưa nghĩ là hai đứa sẽ đi sâu hơn và kết hôn. Ừ. Thì em chỉ nghĩ là ồ, anh này mà làm chồng mình được thì hay nhỉ. Tại vì hài hước quá và lúc nào em cũng cười. Và sau đó thì em nói là hay quá, thì em muốn cưới người này luôn. À. Là... tức là sau cái bữa mà gặp nhau ở quán sinh tố. Ừ. Là ảnh chủ động qua, ảnh nói chuyện với em. Yeah. Nói chuyện là hai người là bắt đầu sau đó là có liên lạc với nhau. Yeah. Và đi chơi với nhau đúng không? Dạ, yeah. Nhắn tin, anh ấy cứ nhắn những cái tin cực kỳ buồn cười. Ví dụ? Anh ấy sử dụng những cái thành ngữ hoặc là những cái câu của Việt Nam rất là chuyên nghiệp. Ví dụ giống như là buồn như con chuồn chuồn hoặc là dạng như vậy. Chêm vào rất là nhiều những cái đó. Và khi em đọc đến là rất là ngạc nhiên, là em cảm thấy nó rất là thân thuộc. Như là mình đang nói chuyện với một người Việt thật sự, mà người Việt hài hước. Bởi vì nó vừa có cái gì đó ngây thơ mà nó vừa có gì đó rất là hay. Thì sau đó thì em cứ nhắn tin rồi cứ cười. Cái em làm việc chung với em á thì em ấy nói sao chị suốt ngày giống bà điên mà cứ cười như vậy. Thì lúc đó là dấu hiệu tốt. Thì em nghĩ là thôi không đi tìm chồng gì nữa hết á, thì chồng đây rồi. Nhưng mà ai chủ động đề nghị làm đám cưới? Thì tự nhiên thì Nam nói là bọn mình cưới nhau đi. Thì em nói cũng hay, cưới đi. Bao lâu? Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cũng 1.5 năm. Như vậy cái chuyện tình yêu quá đẹp như vậy chắc là sau khi lấy nhau rồi là chắc cũng không có gì phàn nàn đâu ha. Chắc là cũng không có tật xấu đâu. Cười suốt ngày à? Phàn hai. Cười suốt ngày. Nhưng mà ý chị Vân muốn hỏi là có một cái sự thay đổi gì ở Nam không? Em không bị cái gì bất ngờ hết, mà chỉ có những cái tính tốt thì em không nghĩ đến, thì em bị bất ngờ bởi những cái đó thôi. Thì coi như Nam không hề có tính xấu nào hết. Loại tính tốt ra. Ôi trời. Dạ đúng rồi. Chắc phải thay đổi format quá. Trước khi cưới thì Nam không có loại cái tính là biết nấu ăn rất là ngon ra, mà chỉ có loại cái là làm bánh rất là ngon. Nhưng mà đến khi bây giờ khi mà có con thì hàng ngày buổi sáng Nam thường hay hỏi em là mai muốn ăn gì.
Và xong sau đó thì ví dụ như chả cá lã vọng thì anh ấy tự đi xuống dưới chợ và làm một cái rệt 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 về, làm một cách chuyên nghiệp, bày ra đẹp cực kỳ và phục vụ. Mà Nam kể chuyện đi chợ coi, ví dụ như đi chợ Nam có dễ bị ăn hiếp không? Tức là bị nói không, vì bây giờ đi nhiều và ai cũng biết Nam rồi và biết là nói tiếng Việt rồi và biết là nếu chém thì em sẽ đi chỗ khác và không mua của cô ấy nữa thì nhưng mà Nam có trả giá không? Bây giờ thì ở đây không lấy thách nữa. Ngày xưa ở Hà Nội thì bị nhiều như thế. Mặc cả. Phải mặc cả nhiều. Và ví dụ là mua của một cô 10 ngày và mỗi ngày thì phải mặc cả hết. Nhưng mà ở đây thì không, thì làm khách quen rồi và bình thường thì được giá tốt hơn vợ luôn. Đồ! Nói nhưng mà có hẹn nói chuyện với các bà bán cá. Dạ. Với mấy chị bán rau, mấy chị nói chuyện với họ nhiều nhưng mà họ chửi bậy hơi nhiều. Rồi bình thường thì là ở nhà Nam chắc có lẽ là Nam chăm sóc em bé nhiều. Thì có hai ca, nhà ca đêm là của Mai và ca buổi sáng là của em. Thì từ khoảng 5 giờ 5 rưỡi thì em dạy và em cho con bú, em đi chơi với con và lo con đến 10 giờ cho vợ ngủ được. Và như vậy là cả hai đều không mệt lắm. Đúng rồi. Vậy là em cho con bú sữa mẹ hả? Dạ em bé bú hoàn toàn là sữa mẹ. Vậy hay quá. Sau đó thì em bé bú cả đêm với em. Và xong sau đó thì trước khi đi ngủ lại thì em vắt sữa ra cho Nam. Mà Nam em có thấy vợ em cái ngoại hình á có thay đổi nhiều từ trước khi sanh, sau khi sanh có thay đổi nhiều đúng không? Đúng rồi, giống như là tại sao lấy vợ châu Á và không lấy vợ Tây. Về phụ nữ Tây thì sau khi sinh thì béo lên nhiều và phụ nữ châu Á bình thường thì đến 55 tuổi thì vẫn rất là xinh và vẫn rất là gầy. Thì như vậy là cơ thể của Mai thì gần như là không thay đổi và bây giờ người ta gần như là không biết là Mai mới sinh con. Đây là lần đầu tiên em làm cha thì những cái gọi là chăm sóc cho con mình, ví dụ như là hay bỉm cho em bé thì em có sợ không? Nói chung là trước khi có em bé thì sợ vì là thầy tả. Nhưng mà sau khi có em bé thì nhận ra là cái đó không thối lắm, nhà không bẩn lắm. Thì nói chung là chắc là sau khi em bé bắt đầu ăn như là bún đậu, mắm tôm thì chắc là sẽ thối lắm. Bây giờ vẫn chưa. Con em là con trai con gái? Con gái. Thường thì người Việt Nam á là thấy trẻ con người ta rất là thích, nghĩa là tới nựng và thậm chí tới bồng. Dạ. Em thì em có ngại không? Mà em thì một phần thì thích cái này, vì ở bên Tây thì những mẹ Tây thì hơi gớm, nhưng không cho chồng chơi với con. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, thì em bé thì sẽ được tiếp xúc với nhiều người thì không sợ lạ nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những bà già ở chợ Tây qua họ rất là bẩn nha, là mổ cá hay là mổ lợn thì đến và không nói gì hết và cứ làm như thế vào má của con thì hơi vô duyên thật. Nhưng cái đó thì mất vệ sinh. Thì em phải nói là đừng chạm vào mặt của con tôi gì đó như thế, vì cái đó không thích. Vì nếu hỏi trước hay là chỉ là vẫy tay gì đó thì cái đó không sao. Nhưng mà thật ra nếu mà nói mà để mà mình ngăn ngừa đó thì nó lại rất là khó cho bản thân mình. Là bởi vì người Việt Nam và nhất là những người lớn tuổi, người ta lại thích thể hiện cái tình cảm của mình dành cho trẻ con. Nhưng mà mặt khác thì ví dụ là em bé thì có ở đây và ai đó thì tự nhiên chăm sóc nó và em rất là thích cái đó, vì ở bên Tây cái đó rất là phức tạp. Hồi nãy thì anh có hỏi cái tật xấu của Nam thì Mai nói là không có. Thế thì bây giờ anh hỏi ngược là Nam, Mai có tính xấu không? Nói chung là cũng ít. Ít có nghĩa là có. Dạ, nhưng mà nói chung là thỉnh thoảng thì có cái vấn đề là giận lên thì sau đó đi trốn và ra khỏi nhà luôn. Và cái đó thì hơi bất tiện, vì trong thời gian đó thì em cứ suy nghĩ là thì em đã làm gì sai hay là tại sao là vợ không nói chuyện với em. Và nếu vợ nói trực tiếp có vấn đề gì thì có thể giải quyết. Và sau đó thì mất nhiều thời gian trước khi giải quyết cái vấn đề đó. Tức là hay giận đúng không? Giận không, thì không nói giận. Vì khi em biết là giận thì mất khôn.
và em thì chắc là sẽ mất khôn, cho nên là khi giận thì em đi ra ngoài suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ tích cực về cái gì mà anh ấy đã làm, thì tự nhiên nó hiểu hơn và bắt đầu là nghĩ là mình làm gì sai, và sau đó thì quay lại. Nhưng mà quay lại thì vẫn giả vờ giận giận, nhưng mà khi quay lại thì chồng thì lại tự nhiên thấy đi dọn dẹp nhà cửa. Và sau em nói trời ơi dễ thương thế. Và xong sau đó thì không chịu nổi nữa và nói chuyện với nhau. Thế bây giờ Nam mong muốn Mai mong cần điều thay gì? Đổi điều gì? Này chính là nếu thay đổi cái đó được thì quá sướng, nhưng mà như thế là quá lý tưởng rồi. Thì không có gì xấu hết thì cũng hơi chán nha. Cái đó là bình thường mà. Quá thật lòng. Là ở bên Tây thì người ta nói là đàn ông làm cái gì sai thì phụ nữ giận thì đàn ông xin lỗi, và phụ nữ làm cái gì sai thì đàn ông giận, sau đó phụ nữ giận và đàn ông phải xin lỗi lại. Thì như vậy là hơi bất công, nhưng mà cái đó là nếu sinh ra như đàn ông thì quá sướng rồi vì không cần đẻ con nhỉ. Và vẫn là cuộc sống của đàn ông thì dễ hơn phụ nữ nhiều. Thì ít nhất là đàn ông nên chấp nhận cái này và chịu cái đó. Qua cái câu chuyện của vợ chồng Nam với Mai á, tôi rất muốn là cái số này á, nếu như quý vị khán giả nào xem và share ra trên Facebook, trên mạng cá nhân của mình, để cho cái sự lan tỏa nó rộng, để mà những người đàn ông Việt Nam á, nên có những cái suy nghĩ như Nam đây. Lúc nào cũng cảm thấy rằng cho dù rõ ràng là Mai ở trong một cái gia đình với sự thương yêu của người chồng như thế này, nhưng mà bạn Nam vẫn còn cảm thấy là cái người phụ nữ vẫn còn bị thiệt thòi quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì phải sanh con nè, phải nuôi con nè. Đó thì tôi rất là xúc động với cái tình cảm và cái suy nghĩ như cái nhìn của Nam đối với phụ nữ nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Thì với cái gia đình của hai bạn này thì cũng chỉ biết là chúc hai bạn sẽ hạnh phúc hoài, và rất cảm ơn cái tình cảm của Nam đã dành cho chương trình cũng như là dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam, và cho Mai, cho người vợ của Nam. Tưởng đâu là hai nhân vật đến từ truyện tranh không ạ? Hai bạn có phải là người Việt Nam không? Phải. Bây giờ đoán nha. Dạ. Chắc chắn hai bạn phải có một người làm công việc về ngành tóc, đúng không? Dạ, chồng em. Đúng không? Dạ. Thấy em này đoán trúng không? Đúng sao? Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, trước tiên là em chào chị Hồng Vân và anh Phước Thận và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Giáp Hảo Phụng. Em năm nay 26 tuổi. Em công việc em là gì? Dạ, hiện tại là em đang kinh doanh buôn bán online á. Dạ. Giáp Hảo Phục. Dạ. Ấn tượng quá cái tên. Ha, công nhận á, khuôn mặt thì giống Katy Perry. Thiệt má. Đúng rồi. Đúng không? Em cảm ơn. Ừ. Rồi, mời em. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả ở đây. Em tên là Nguyễn Nhân Hùng, hôm nay em 34 tuổi. Hùng Phụng là, hãy kể cho chương trình biết là hai em lần đầu tiên gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Cho em kể trước nha. Em kể trước đi. Bữa đó là em chỉ đi học bình thường thôi, em đang lúc đó còn là sinh viên. Thì em là đi học, trong đó thì anh này ảnh làm giám sát thi công công trình. Thì ảnh có công việc đi ngang vô trường em á, thì lúc đó mới gặp em. Mà anh này ảnh gặp mình, nó đâu có xin số điện thoại đâu gì đâu. Cái lên Zalo, ở đó Zalo có cái tìm kiếm chị. Cái bắt đầu tìm kiếm thấy tên em, không dám nhắn tin, kết bạn. Nói trời quen biết gì đâu chuyện kết bạn trời. Thôi kệ, cũng kết bạn nói chuyện, rủ đi chơi. Ngày đầu tiên đi chơi, bỏ cho em đợi từ 7 giờ chiều quốc tới 9 giờ tối khuya luôn. Mà giờ nó toàn sinh viên, sao 9 giờ đi chơi được. Mà lần đầu tiên đó. Em bấm chặn số luôn chị. Nhưng mà sao em đi trễ vô Hùng? Em đi làm về, em kêu thôi để nằm chút xíu, rồi khỏe khỏe rồi sẽ ra điện thoại rủ đi chơi. Nhưng mà hẹn rồi cái em nằm cái ngủ quên 9 giờ luôn. Nhưng mà em hẹn 3 lần mà em quên hoài à. Cái hôm đó cái tự nhiên em ngồi thôi không ngủ nữa, ngồi mới hẹn vợ em. Em không chịu luôn chị, em nói không gặp. Cái anh này nhắn tin, bây giờ có ra gặp không? Không ra anh xong vô nhà. Gặp liền, để xíu để anh ra tại, liền. Vậy em mới vô. Khó, cho nên em ba khó kêu lắm mà dám kêu không ra anh xong vô nhà. Lúc đó em mới chịu gặp á. Nghĩa là lần thứ tư là gặp được. Giận lắm, chờ nghĩ sao mà hẹn gái người ta hẹn 3-4 lần, 4 lượt. Rồi, gặp sau luôn. Cái lần đi chơi đó là em có ấn tượng gì về ảnh không? Cái lần đi chơi đó là
lần đầu tiên luôn. Từ trước tới giờ là em, tại vì anh cũng có nói là em hồi đó em để tóc dài mà em cũng dễ thương nữa, nên em cũng có rất là nhiều bạn, bạn khác giới cũng có. Thì coi như anh này là người đầu tiên mà làm có ấn tượng nhiều nhất. Cái bữa đi chơi đầu tiên đó thì hai đứa dạng chở nhau đi chơi vòng thôi. Thì anh mới nói trời, sáng giờ anh làm mà anh ăn được có cử à. Anh đói quá rồi anh mua xôi. Thì anh tấp vô anh mua xôi. Thì mua xôi ăn bình thường, ăn ngon lành vậy đó. Cái tấp vô là quán nước rồi, cái em ngồi xuống mới nói đâu em ăn thử miếng coi ngon không, thấy anh ngon ngon lành. Trời ơi, xôi bị hư. Có xôi bị hư mà ổng ăn gần hết cuối luôn rồi. Cái nó, ủa sao tự nhiên ăn gì trời, hư rồi ăn gì. Mua rồi, tự nhiên bỏ, nói vậy á. Cái em nói ủa sao kỳ vậy. Lúc đó là em vẫn chưa có biết là hoàn cảnh gia đình gì hết trơn á. Tại vì đi chiếc Vespa chị, nhìn là nghĩ cũng khá giả, giống ba dạng bình thường. Cái em mới nói ủa sao kỳ vậy, anh kể em nghe đi. Thì lúc đó anh mới tâm sự là ba chồng em hiện tại bây giờ với là mẹ chồng em, ba em là bán đá bào ở ngoài mấy cái trường học á chị. Chạy xe bán đá bào. Mẹ chồng em bán bánh tráng trộn. Thì biết gia đình không có khá giả, và cũng nhờ vậy em mới biết là ba chồng mẹ chồng em chưa bao giờ có một căn nhà ổn định hết, chỉ ở nhà mướn thôi. Và nghe anh tâm sự như vậy á chị, khi em cảm thấy thương nhiều lắm. Dạng thật thà chân chất á chị. Vậy cái xe Vespa đó ở đâu? Dạ tích góp quá chị. Dạ cái đó là mua lại của giám đốc em. Dạ xong rồi trả từ từ. Ông cũng thương hoàn cảnh nên là bán giá rẻ đúng không? Dạ. Cái hôm đó là ngước vợ em á, vợ em kêu nhà vợ em ở trong hẻm rồi nè. Kêu à nhà em không, nhà em cũng ở mướn. Cái xong rồi cũng nói là nhà ở mướn. Đúng rồi, vợ em chưa nói là nhà vợ em khá giả hay sao mà nhà vợ giàu hả? Nhưng mà em giấu, em không có cho bạn này biết. Em nói em ở nhà mướn. Em nói tại mẹ em có cái tiệm tạp hóa chị. Cái em cứ nói là em ra ngoài em làm phụ làm thuê thôi. Em ở thuê luôn, em là sinh viên nên đi học. Tại em sợ anh ngại á. Mà anh có vô không? Cũng vô đó bình thường rồi. Em cũng ý là vô, con đâu có cho gặp mẹ em đâu. Chỉ là đi ngang qua xong rồi con chào bác thôi, chứ không hề nói là mẹ em luôn. Lâu lâu dần dần rồi em mới nói cho nghe. Còn em thì sao Phụng? Em có tới ăn đá bào với ăn bánh tráng trộn? Có. Nhưng mà trời ơi, lúc đó trông gai lắm, chưa sao có được đi ăn đâu. Mới gặp nhau thì không có hẹn về nhà liền. Thì tự nhiên một tháng sau khi hai đứa quen nhau thân rồi đó, tự nhiên ổng dọn ra ngoài ở chị. Ủa sao tự nhiên kỳ ở nhà ổng ở, đi ra chỗ gì hay. Mày cũng hỏi em nói ủa anh sao vậy. Cái không nói nó không có gì. Cái sẵn rảnh lướt Facebook á, thời đã có Facebook. Cái em lướt cái thấy cái tấm hình hồi xưa, cái có tấm hình dắt chị nào đi chơi á. Cái em mới nói ủa anh này ai vậy. Em gái, em họ anh, mà nhìn khác nhau lắm kìa, mà nhìn kiểu không phải. Tâm lý chị, mách bảo chị, là em giận, em lơ luôn. Lâu lâu sau này mẹ em mới kể, mẹ chồng em á, mẹ chồng em là người thân thiết nhất với em luôn. Mẹ chồng em vừa bị suyễn, mà vừa bị tim nữa. Cái bị bệnh, cái xỉu giữa đường luôn. Cái ổng lật đật, ổng gọi em, cái em cuốn gói em đi theo ổng luôn. Là lên đó là gặp mẹ đang trong bệnh viện á. Gặp cái mẹ kể từ A tới Z cho. Mẹ nói là, tại sao mà Hùng nó ra ngoài đường? Tại sao mà bỏ nhà ra đi đó phải. Dạ đúng rồi. Là tại vì bạn gái cũ, ý là chia tay bạn gái cũ, nhưng mà bạn gái cũ không có muốn chia tay. Mới lên nhà chồng ở. Thì lên nhà ổng ở được tuần. Là ổng ra ngoài tuần đi luôn. Dạ ổng dọn đi một tuần luôn. Mẹ mới giải thích cho em nghe. Chứ lúc đó là em giận thật sự. Và em không có muốn gặp luôn. Chỉ vì là mẹ bệnh như vậy nên phải lên thôi, phải gặp mẹ thôi. Thì lúc đó mẹ kể. Và sau lần đó thì sức khỏe của mẹ như thế nào? Xong rồi cái lần biến cố nhất là mẹ em giống như bây giờ em nó ấy sao để em nói giùm cho. Mẹ em vừa bị tim mà vừa bị suyễn thì không thể trị được hết, coi như là chỉ có 2 giây thôi chị. Đã vô bệnh viện rồi nhưng không kịp. Tính tới thời điểm này là mẹ em nằm thịt vật được 4 năm. Dạ. Mẹ bị đột quỵ hay? Dạ mẹ bị đột quỵ. Cũng là mẹ cũng là ba đó thôi, thúc hai chồng em cưới nhau. Tại vì tính tới thời điểm đó em mới có 22-23 tuổi à. Học vừa mới xong, coi như là bước qua một trang mới rồi vô là lấy chồng liền luôn á. Trong cái khoảng thời gian đó có rất là nhiều biến cố xảy ra. Để em cho chồng em bình tĩnh lại kể. Xong rồi mẹ em nằm đó. Cái em kêu trời bây giờ kiểu như rối luôn chị. Trời vô phòng đặc biệt mà cứ nằm vậy mà em kêu thôi. Lúc đó em lơ vợ em luôn. Mình em không cảnh muốn làm khổ vợ rồi em. Xong rồi em nói à, thôi em kêu thôi, coi như là mình không có duyên đến nhau vậy. Chia tay đó.
Lúc ấy chắc cũng khó khăn rối bời lắm đúng vậy? Không dạ. Khó khăn tiền bạc cũng lum la. Em không muốn làm khổ phụng. Dạ. Dạ tính lúc đó là tiền viện phí lên tới 200 triệu. Ừ. Là không còn đủ khả năng luôn. Em nói rồi chồng em không có nhà để ở mà. Anh nghĩ trong lòng anh á, anh bán hết xe cộ, bán hết đồ, nói chung đâu có nhà để bán đâu. Bán hết để mà chi trả cái tiền viện phí đó. Chị cho mẹ. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Mẹ em thương anh này lắm, thương nhiều lắm chị. Xong cái buổi trưa đó em đang nằm chơi vậy nè, hai mẹ con nằm thì tâm sự. Cái mẹ em mới nói: "Bi, vậy giờ tính sao Bi?" Em ở nhà em tên Bi. Dạ tính sao là sao mẹ? Thì con tính sao, chuyện của nhà bên anh Hùng tính sao? Trời có gì đâu. Thì có đâu hay tới đó. Hai tụi con thương nhau là được rồi. Không có gì xảy ra mẹ ơi. Mẹ em im. Mai mẹ hẹn Hùng ra đây ăn uống nha. Ý là dẫn đi ăn thôi. Cái mai hẹn anh Hùng lên. Tự nhiên bây giờ bác cho con mượn tiền để lo cho mẹ con. Bác cho hai tụi bay tiền mua nhà, chuẩn bị cưới nhau đi. Trời ơi thương quá hả Hùng ơi. Trời ơi mẹ hay quá hay à. Lúc anh muốn hỏi em về cái cảm xúc của em lúc mà em nghe mẹ nói những điều đó như thế. Ý là em cũng không ngờ luôn, kiểu như là tin tưởng tuyệt đối. Cái kêu thôi con cứ làm đi, có thiếu gì bác hỗ trợ thêm. Khoảng thời gian đó là má em cứ cho hỗ trợ tài chính cho em để đi làm. Từ đó má vợ cứ thúc đẩy đến giờ. Trời ơi quá tuyệt vời. Chắc kiếp trước á em cũng làm con của mẹ rồi. Kiếp trước á con cũng thông qua chương trình này con cảm ơn mẹ rất rất là nhiều. Cho dù có kiếp sau con cũng mong con được là con của mẹ. Em thương cả ba, cả mẹ chồng em, cả ba, cả mẹ em nhiều lắm. Thương chồng. Thương chồng nữa chứ, thương chồng nữa chứ đúng không? Thôi thì Hùng không thì phải sao? Để Hùng chứ Hùng nói chuyện với Hùng với sao? Mẹ vợ đi. Em gửi một vài lời với mẹ vợ. Thông qua chương trình thì con cũng cảm ơn ba mẹ vợ và ba mẹ em rất là nhiều. Ba mẹ em thì cũng khổ đi, cho nên em rất là tình cảm với ba mẹ. Bây giờ mẹ nằm xuống không có coi được chương trình ngày này con gái thành công, cho nên em rất là bây giờ em có gì em rất là xúc động nói với mẹ. Em đã nói chương trình xin cảm ơn ba mẹ rất là nhiều để tạo điều kiện cho con ngày hôm nay. Thật ra Hùng là người rất là thương mẹ. Dạ. Yeah. Mà như vậy thì là chắc chắn Hùng sẽ là một người đàn ông cực kỳ đáng tin cậy cho em với lại đứa con của em. Chắc chắn là như vậy. Rồi. Nói chung là những cái chuyện buồn coi như là đã qua. Dạ. Vậy xong đi nha. Chứ nói nữa thì Hùng lại khóc nữa. Dạ. Đúng chưa? Thì nói chung là để tiếp theo chương trình thì anh trước khi đến với cái phần hấp dẫn nhất của cái chương trình này đó thì anh cũng phải nói gửi một cái lời và nói cảm ơn đến mẹ vợ của Hùng là mẹ của em. Người mẹ vợ quá tuyệt vời. Rồi bây giờ đến cái phần hấp dẫn nhất nè. Dạ. Em coi chương trình này nhiều chưa? Dạ rồi. Hấp dẫn nhất là phần nào? Dạch mặt. Đại hội dạch mặt đó. Bây giờ từ lúc coi như lấy Hùng về ở chung nhà với nhau rồi thì anh thật sự nãy giờ anh thấy Hùng rất là hiền. Vậy thì anh muốn hỏi em là ở với nhau thì anh ấy có tật xấu gì lòi đâu? Không có luôn anh. Không có luôn. Không có tật xấu. Nếu luôn mà luôn em hả? Nói vậy nó nói trời ơi mày xạo này kia. Không có luôn chị. Em sinh em bé được 6 tháng thì em bắt đầu làm công việc live stream. 9 giờ tối là em bắt đầu lên live. Mà cái khoảng thời gian nó phải ôm con, ngủ với con. 4 giờ sáng mới hết. Em like em nói gì khiếp vậy? Dạ. Em kể chuyện đêm khuya Dạ em bán quần áo thôi. Ủa nhưng mà chồng em là em hồi nãy em nói là chồng em thay em chăm sóc và lo từ A tới Z luôn. Cụ thể nó là gì nè? Sáng sớm dậy tắm rửa cho con là lúc em cần 6 tháng trở lên á. Tắm rửa thay đồ cho con. Tắm xong cái cho ăn, lấy em dắt sữa ra xong rồi cho con bú. Tại em ngủ 6 giờ sáng bắt đầu em ngủ tới trưa lần. Cái lấy sữa đó cho con bú. Bú xong cái em xuống em làm đơn. Tất cả công việc khác của em không dính em bé luôn. Tắm rửa thay đồ chăm luôn. Nói chung là không làm cái gì hết, em làm hết. Nó như là vừa làm chồng vừa làm mẹ vừa làm vợ luôn. Đúng không? Vậy thì anh muốn hỏi là ảnh có lãng mạn không? Trời ơi thôi khỏi nói tới chuyện này thấy ghê lắm. Trời ơi sao vậy? Khủng khiếp lắm. Cái lúc cưới là hay tào lao rồi. Cái lúc cưới là cưới nhau nhà em. Cưới đi, cưới nè đeo vô cưới đi. Là thấy quê độ rồi. Sao hôn nhân là chị biết khủng khiếp tới cỡ nào trời ơi. Lễ lộc tết sinh nhật cái gì cũng vậy. Vậy chơi mặt ai vậy? Ủa rồi bữa nay biết bữa nay ngày gì không? Ủa ngày gì vậy? Cái xong rồi thôi kêu ủa anh không mua quà cho em mà không có gì. Bữa nay có ngày này là sinh nhật em này kia nè. Ôi em muốn đi đâu anh chở đi. Tại vì em giữ hết tiền rồi. Đâu có tiền đâu. Rồi giờ nó Hùng đó.
Cô ấy có tật xấu gì không? Xấu thì có tật nhờ thôi. Hôm đó tự nhiên kêu cứ có cái vụ mà dành làm cái gì á, ví dụ giặt đồ hay phơi đồ thôi, để vợ ra phơi đồ cho vợ chồng canh con đi. Canh con cũng được, tưởng nghe ra chồng ơi lấy giùm vợ cái móc, chạy ra em kêu ho đi vô lại, đi vô lại hả chị ạ? Tôi làm, để làm hết cho. Trời ơi đi lên đi xuống cũng đủ mệt nữa. Trời ơi đi lên cầu thang đi xuống kêu thôi thôi vợ mới mất khỏi làm vậy không nhờ chạy đâu mệt nữa đúng không? Dạ. Làm có gì, gì nữa không? Với nấu đồ ăn em nấu không? Nói chung là không, đó giờ bạn có nấu đồ ăn phải không? Dạ không nấu không, ăn. Không có biết nấu đồ ăn gì. Có nhưng nấu... mà có bao giờ cô ấy trổ tài nấu bếp và bắt em ăn không? Có nên nấu mà em sợ lắm, mỗi lần kêu vô bếp nấu trời ơi em thì ăn không có được cái phô mai mà chỉ đưa phô mai giống như chỉ mua 1 kg phô mai vậy là chỉ bỏ 1 kg luôn. Okay, thôi, mỗi lần làm vô kêu thôi để chị vợ vô bếp làm cho chồng ăn, thôi đi ra canh con đi để chồng làm cho. Vợ em là một người buôn bán quần áo online đúng không? Dạ. Cho nên chắc chắn là mỗi người rất là ăn chăm chút cho bề ngoài. Đúng rồi, chăm chút lắm. Trời ơi, cái quần của em vừa mới ra chuẩn bị đi tắm, chị ra chị tắm trước lấy quần của em sọt vô, xong rồi áo của mẹ em sọt vô. Nó kêu trời ơi mặc đồ kỳ vậy. Nó kêu ủa sao mới để quần nó mất tiêu rồi. Cái xong rồi ra kêu vợ mặc thôi. Trời ơi trời. Bà ơi mai mốt qua nhà em kia mới mặc đồ ngon ngon nha. Trời ơi nhìn nó muốn nhậu chứ trời ơi vậy sao nhậu. Cái xong rồi qua anh kia em cũng đi mua đồ vợ em luôn. Thôi là coi như mua đồ trời luôn. Trời ơi tự nhiên chị đem cất hết đồ mẹ vô, cất hết đồ ổng vô, đi mua mấy cái đầm sexy á. Wow. Thế là bắt em mặc đồ đó. Thầy phải mặc đồ đó nó mới cực nhậu kỳ được. Sexy luôn chị, cực kỳ siêu ren luôn chị. Chứ kêu đẻ xong rồi cứ mặc đồ lè xè quá. Em kêu trời ơi thôi đừng có mặc này nữa, em lấy đồ của mẹ em đem trả má vợ em trả xuống dưới. Rồi bây giờ cũng có muốn Hùng là thay đổi một cái điều gì không? Trời ơi, chồng em á không uống thuốc, không uống rượu, không có chơi. Cái gì hết. Em cũng biết thay đổi cái gì nhưng mà thay đổi giùm em dù lãng mạn. Hùng có muốn Phụng thay đổi gì không? Em á thì em muốn vợ em á đừng có ham làm quá thôi, cứ chăm chút cho bản thân một chút đi chứ toàn không có chịu chăm chút mua đồ cho con với em không. Rồi bây giờ anh muốn hỏi Hùng nè, bây giờ Phụng á là mong muốn em có một sự lãng mạn. Dạ. Và nếu được thì dành cho cổ nhiều sự bất ngờ. Dạ. Em muốn làm điều cho vợ em bất ngờ lãng mạn luôn. Em cũng tự tay đi lựa cái nhẫn này. Wow. Để em lấy cho vợ. Để em cầu hôn vợ em. Chết cha. Lé tối mắt quá xỉu em luôn. Em hãy làm những gì Phụng mong muốn nghe. Anh không thấy gì hết. Chị Dân cũng vậy. Dạ. Thay mặt đây chương trình hôm nay chồng muốn tặng vợ một cái món quà bất ngờ. Nói chung là lãng mạn để cho vợ biết chồng này là lãng mạn chứ bất ngờ nữa. Ở đây chồng mới có dịp cầu hôn vợ trên tất cả mọi người biết hôm nay là chồng cầu hôn cho vợ. Cậu quỳ vô đi chứ con lẽ đây đó. Chị cầm hộp giùm em. Rồi em cầm nhẫn lúng túng đó. Rồi kể từ hôm nay là ơi làm vợ chồng suốt đời không có ấy em không. Ôi chết rồi. Ôi thôi giờ không biết nói gì hơn là chỉ biết ú chỗ ơi xúc động kìa. Và anh nghĩ rằng là nên có những phút giây như thế này trong đời sống hàng ngày. Cảm ơn hai đứa nghe.